Còn tôi 15 chưa làm nhớ thương. Vâng, vừa rồi thì các bác đã được trải nghiệm chất âm của con loa Kimiso nhá, hàng của Nhật cực kỳ là chất lượng luôn. Các bác lên xem là loa Kimiso. Con này thì loa 82 nhá, các bác lên xem là loa 82. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác với giá đó là loa 82. Đấy, các bác lên xem là loa 82. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá là 135k nhá, 135k. Đợt này thì hàng về giá tốt, xả cho bác giá còn 120k nhá, 120k cho con loa 82 này. Đây. Con này thì nó có các cái công tắc ở đằng sau như này, và đằng sau này thì nó sẽ có là cắm USB, cắm thẻ nhớ, dây sạc, có tặng kèm các bác dây sạc luôn. Và đây thì nó có cả cái phần là có phần FM nữa. Đó. Thì cái FM này thì em cũng không khuyến khích các bác dùng, tại vì không biết là nó có dùng được hay không. Đấy các bác nhá. Đó. Và đây thì ở đây nó sẽ có là cái giá để cho các bác để điện thoại như này luôn. Đấy, rất là đẹp nhá. Đấy thì có tính năng thì em giới thiệu thôi, chứ còn cái này thì em không khuyến khích. Nói chung là loa Bluetooth thôi, chứ còn là nghe đài thì nó sẽ không được là chuẩn cho lắm đâu. Đấy, nó chỉ gọi là cho có thôi. Và công tắc của nó đây nhá. Đó. 120.000 nhá. 120.000 cho con loa 82 này. Đấy. Giá gốc thì bên em đang bán là 135k, 135k. Xả cho bác còn 120k nhá, 120k. Có lên cho em là loa Kimiso 82 nhá. Đấy, loa 82. Đấy, 82 giá của nó là 120k, hàng của thương hiệu Kimiso của Nhật nhá, cực kỳ là chất lượng luôn. Đây, chất âm cực kỳ hay, đầm ấm nhá, có đèn luôn. Có đèn như này, rất là hay nhá. Pin có thể nghe được từ 3. Từ 3 đến 6 tiếng tùy theo các bác nghe nhá. Đấy, rất là nhỏ gọn nhá, nhỏ gọn sang xịn mịn luôn. Đó, lên cho em là loa 82 nhá, giá của nó sẽ là 120.000 thôi, 120.000 cho con loa Bluetooth này. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cái bộ khẩu các nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bộ khẩu 12 chi tiết các này, bộ khẩu 12 chi tiết, hàng siêu chất cho các bác luôn. Đó, hàng siêu chất cho các bác luôn nhá, bộ khẩu 12 chi tiết như này. Đó nhá. Đó, lên luôn cho anh em cho nó nóng luôn, bộ khẩu 12 chi tiết. Bên shop về cực kỳ là nhiều hàng luôn anh em nhá. Và đặt này hàng về giá siêu tốt cho anh em luôn. Bộ khẩu 12 chi tiết anh em có thể dùng sửa chữa đồ lặt vặt trong gia đình, xe máy ô tô rồi các kiểu con này điểu luôn anh em nhé. Đó, bộ này của nó sẽ bao gồm là 12 chi tiết. Đầu khẩu của nó sẽ là đầu từ 8 đến 24 anh em nhé. Thép CRV không gỉ, đầu từ 8 đến 24, một tay công và một tay nối dài anh em nhé. Anh em có thể dùng trực tiếp hoặc có thể dùng tay nối dài cho mình. Đó, rất là tiện dụng cho anh em sử dụng luôn. Đấy nhá anh em nhá. Hôm trước thì nhiều anh em bảo là test thực tế sản phẩm cho anh em xem, thì đây mình sẽ test thực tế sản phẩm cho anh em xem luôn. Con này thì nó là thuộc dạng là tay xoáy nhanh nhá. Đấy, tay xoáy nhanh này. Đấy, đây là mình đang xoáy ra anh em nhé, xoáy ra này. Đó, xoáy ra anh em thấy đơn giản không? Đấy, xoáy ra đây. Đấy, rất đơn giản nhá. Bây giờ mình sẽ xoáy vào cho anh em xem nhá. Đó, nó là dòng xoáy xoáy nhanh anh em, chỉ cần đảo chiều cho mình con này là xong. Đó, đảo chiều con này là mình sẽ xoáy ra xoáy vào rất là ok anh em nhé. Đó là tay xoáy nhanh mà. Anh em có thể đảo chiều để mình xoáy ra xoáy vào đều là ok hết anh em nhé. Đó, rất là ngon luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ xoáy vào cho anh em xem này. Đấy, xoáy vào nha anh em nhé. Đó. Cứng đét luôn anh em nhé. Đấy, nó sẽ là dạng xoáy nhanh như này anh em này. Đấy, em cứ vặn như này là nó sẽ là xoáy nhanh cho anh em này. Đó, rất là tiện dụng luôn. Con này thì ốc của nó sẽ là ốc 14 anh em nhé, ốc 14 này. Đấy, nếu mà anh em mà ở cái vị trí khó mà không luồn lách được thì anh em lắp cái con này vào cho mình. Sau đó thì anh em sập vào đây. Đấy, sập vào đây và mình sẽ ví dụ như con ốc nó ở sâu bên trong này. Đấy thì anh em có thể dùng cái con công nối dài này cho mình nhé anh em nhé. Đó, xoáy ra xoáy vào thì anh em chỉ cần gạt này là xong. Đó, như này là xoáy ra này anh em. Đấy, xoáy ra đây anh em nhé. Đó, còn xoáy vào thì anh em đảo cái này về đằng bên này cho mình. Đấy. Anh em hất hết sang bên này cho anh em đảo về bên này cho mình nhá. Đấy, là xoáy vào anh em này. Đấy. Đây, xoáy vào đây. Đấy, rất là ok luôn anh em nhé. Đấy. Chắc chắn luôn anh em thấy không, rất là ngon luôn nhá. Thì cái bộ khẩu như này
Đấy, bao gồm là 12 chi tiết nhá. Đấy, nó sẽ bao gồm là 12 chi tiết cho anh em, 12 chi tiết cho anh em xem tham khảo và mua hàng anh em nhé. Nó, anh em mua hàng thì nhấp vào phần giỏ hàng đặt hàng giúp em, rất là đơn giản thôi. Đấy, thì bộ này bên shop về số lượng nhá và giá rất là tốt cho anh em luôn. Đấy, anh em có nhu cầu về cái con máy mài gót chân con này, đấy, máy mài gót chân, đấy, và cao ngựa luôn. Đấy, thì bộ sản phẩm của nó sẽ là 130.000, trong đó thì con máy mài gót chân này là 100k nhá. Có lên cho em là máy mài gót chân này, đấy, máy mài gót chân này, máy mài gót chân. Đấy, giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k cho con máy mài gót chân này. Con này thì nó chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đấy, gót chân, gót tay, da khô, nứt nẻ. Các bác dùng cho con này chưa? Có tặng kèm các bác một dây sạc này, một viên đá để các bác thay này. Và máy thì chạy rất là khỏe luôn con này. Đấy, ví dụ như là đây, các bác bị da tay, da chân nó nứt nẻ này, các bác đưa vào mài đi cho em nhá. Đấy, mài đi. Đấy con nhá. Đó, đây, em mài phát là nó... Đấy, mài đi nhá, mài đi xong các bác bôi cho em cái cao ngựa kia vào. Đấy, bôi cho em cái cao ngựa kia vào. Đó, giá rất là tốt cho bác luôn. Đó, giá rất là tốt cho bác luôn. Đấy, thì một cái máy mài gót chân như này bên shop đang gửi tới bác cái giá là 100k nhá, 100k cho con máy mài gót chân này. Còn cái cao ngựa này thì nó sẽ là 30k một lọ nhá. Đấy, các bác bôi xong, các bác mài xong thì các bác bôi cái cao ngựa này vào cho em. Đấy, cao ngựa này thì nó sẽ giúp là tái tạo da nhá, tái tạo da. Đấy, giúp cho tái tạo da và giúp cho da rẻ mịn màng. Đấy, thì các bác cứ bôi vào cho em là ok nhá. Đó, cao ngựa rất là thơm luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái lọ cao ngựa như này. Giá của nó sẽ là 30k nhá. Lên cho em là cao ngựa, giá là 30k, còn máy mài là 100. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái tăng đơ luôn nhá. Đấy, các bác lên cho em là tăng đơ hoặc là tông đơ. Đấy, con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá là 130.000 cho con tăng đơ này. Đấy, tông đơ giá là 130k nhá. Đấy, tông đơ giá 130.000 cho con tông đơ này. Đấy, sản phẩm thì khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ bao gồm là 4 cái cữ này. Đấy, cho các bác là 4 cái cữ luôn. Đấy, 4 cữ này và một tăng đơ này, một tăng đơ bằng đồng nhá, một tăng đơ bằng đồng. Đấy, 4 cữ, một tăng đơ bằng đồng và bao gồm cho các bác là một quả pin và một cái đế sạc nhá. Đây, đế sạc thì về các bác ấn vào đây cho em để sạc này. Ở trong này nó sẽ có đầu âm đầu dương rồi, thì các bác về các bác chỉ cần là cắm vào cho em là xong thôi. Đó, và đây thì đây là con tăng đơ hoàn chỉnh của nó đây các bác. Đấy, con này thì dùng rất là ngon và chất luôn. Đấy, các bác lắp pin thì lưu ý là khi các bác lắp mà nó không đúng chiều ấy thì các bác đảo lại cho em là xong nhá, nó rất đơn giản, nó không sợ bị cháy đâu. Đấy, ví dụ lắp chiều A không được mà đầu bên này không được thì các bác đảo đầu bên kia cho em. Đây, đấy, tiếng nó chạy cực kỳ là khỏe và êm luôn đấy các bác nhá. Đó, đây thì em sẽ test cắt thử cái lông chân cho bác xem. Đây, đấy, lông chân siêu siêu mềm mượt luôn các bác nhá. Đó, đây, cắt thử cho bác xem nhá. Đây, đây con này. Đó, các bác thấy không, đẩy đâu là sạch cái đấy luôn nhá, đẩy đâu là sạch cái đấy luôn, các bác thấy không. Đó, rất sạch luôn các bác nhá. Đó, đây, rất là trực quan sinh động nhá, sạch luôn các bác nhá. Đó, đây, sạch sẽ luôn. Con này thì ưu điểm của nó sẽ là không ăn da các bác nhá, không ăn da. Ý muốn nói ở đây tức là các bác dùng thoải mái luôn, người già trẻ con ngó ngoáy dùng được hết này. Đấy, đây cái tăng đơ nó đang chạy như này mà em chọc vào da như này nó cũng không bị ăn đâu nhá. Đấy, ngoáy này, chọc này. Đấy, đưa vào da không vấn đề gì nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái tăng đơ như này, giá sẽ là 130k. 130k cho con tăng đơ này nhá. Giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, chỉ có 130.000 con tăng đơ này thôi. Đây, hàng bằng đồng rất là đẹp và chất lượng luôn, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Và giá rất hạt rẻ nhá, chỉ có 130.000 thôi. Các bác có thể mua về để sử dụng trong gia đình nhà mình này. Đấy, rồi cắt tóc cho người già, người già trẻ em rất là ok, thì các bác khỏi phải ra cửa hàng mất công. Đây, và đây là cái bộ cữ của nó, bao gồm 4 cái cữ nhá. Đó, thì chọn bộ sản phẩm như này giá chỉ có 130.000 thôi. Đấy, các bác lên xem là tông đơ nhá, 130k. Đó, 130k cho con tăng đơ này, giá cực tốt luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái kéo cắt cành đúc nhá. Đấy, các bác lên cho em là kéo đúc nhá. Đấy, con này thì nó là hàng, nó là hàng đúc liền thân như này các nhá. Đấy, hàng này thì là hàng bãi Nhật các nhá, hàng bãi Nhật còn rất là mới luôn. Đấy, hàng bãi Nhật còn rất là mới luôn, made in Japan này các này. Đó, made in Japan này, hàng bãi Nhật còn rất là mới luôn. Đó, con này thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Một cái con kéo cắt cành đúc liền thân như này, hàng made in Japan như này nhá.
Đó, hàng made in Japan, kéo cắt cành đúc liền thân nhé, hàng made in Japan như này. Bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị giá đó là 100, kéo đúc này là 150 à, 150.000 nhá. Đấy, đang bán là 200 xả cho bác còn 150k nhá, 150k cho cái em kéo đúc này. Đấy, rất là chất lượng luôn, hàng thì siêu sắc bén luôn con nhá. Đấy, rất là sắc luôn con. Đấy, đây cắt cái tờ giấy mà các bác biết như này là nó sẽ sắc như nào rồi nhá. Đấy, rất sắc con này. Đấy, cắt giấy này. Đấy, các bác theo. Đấy, kéo cắt cành mà cắt được cả giấy như này là các bác biết độ sắc của nó rồi nhá, rất sắc luôn. Đấy, các bác theo, rất sắc luôn nhá. Đó, hàng cực kỳ là sắc luôn. Đây, hàng đúc liền thân như này nhá, dùng thì siêu bền bỉ luôn. Đó, lò xo của nó là lò xo chữ V nhá, cái lò xo này hỏng các bác có thể tự thay thế được nhá. Đấy, lấy của nó đây, rất tuyệt vời luôn, giá của nó sẽ là 150.000. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái dòng sản phẩm đó là cái thuốc xịt mũi các bác nhá. Đấy, xịt mũi, xịt xoa, nhưng mà em gọi là xịt mũi để cho nó tránh nhầm với các cái tên hàng khác. Đấy, có lên cho em là xịt mũi nhá. Đấy, con này thì chuyên chống các bác bị viêm xoang, viêm mũi rồi các cái bệnh về đường hô hấp là ok hết nhá. Các bác lên cho em là xịt mũi này, đó. Xịt mũi, giá của nó sẽ là xịt mũi bao nhiêu? 45k cho một lọ xịt mũi này nhá. Đó, 45k cho một lọ xịt mũi như này. Hàng rất là xịn sò và chất lượng luôn. Đây con này, đó. Hàng của Nhật đây con này. Đấy, toàn bộ chữ Nhật là ngoằng hết đây. Đấy, các bác thấy không? Toàn chữ Nhật là ngoằng hết đây. Các bác chỉ cần là về là sử dụng thôi. Đấy, bác nào bị đau đau mũi rồi viêm mũi, viêm xoang, viêm lợn à, viêm xoang. Đấy, nói chung là bệnh về xoang là các bác xịt cho em là ok nhá. Em phải làm tí đã. Xịt vào rất thoải mái luôn con nhá. Đó, rất là thoải mái luôn. Đó. Xịt rất là thoải mái và nó giúp cho các bác là sạch cái xoang mũi các bác nhá. Đó, sạch diệt khuẩn luôn. Giá thì chỉ có 45.000 thôi. Em bán các bác lấy phát 10 hộp luôn. Thế mới ăn chơi chứ. Đó, đây 45.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cái dòng sản phẩm đó là cái thuốc trị hôi chân hôi nách các nhá. Đấy, bác nào chuyên hôi chân hôi nách thì dùng con này cho em. Hôi chân hôi nách này, đó. Hôi chân hôi nách các nhá. Đó. Giá bao nhiêu nhỉ? Giá nó là 60.000, đó. Hôi chân hôi nách, giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho các em này. Con này thì hôm trước cháy hàng, hôm nay mới lại có hàng về nhá. Đấy. Lô này đợt này em về thì cái hàng này nó là hàng chai to hơn nhá. Đấy, hàng chai to hơn và các bác về thì các bác xoáy cái nắp này vào cho em này và mình xịt này. Đó, đây. Dung tích của nó to hơn. Đấy, dung tích của nó to hơn. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ là chất lượng luôn. Đấy. Giá cực kỳ hợp lý cho bác luôn nhá. Một cái lọ như này, giá của nó chỉ có là đi 60k nhá. Đấy, các bác lên cho em là xịt hôi chân hôi nách này. Đấy, xịt hôi chân hôi nách. Giá của nó là 60k. Sản phẩm tiếp theo đó là cái thuốc trị long ben hắc lào. Đấy, long ben này. Đó, long ben hắc lào. Các bác đi làm ruộng, làm nương rồi đánh bắt hải sản các kiểu con là điểu đấy thì hay bị long ben hắc lào các bác nhá. Đó, nói chung là làm về cái ngành nước là hay bị. Thì các bác dùng cái thuốc long ben hắc lào này cho em. Giá của nó là 30.000 à. 30k nhá. Đấy, con này thì giá rất là tốt luôn, chỉ có 30k cho một lọ này thôi. Cái này hôm trước cũng rất là nhiều bác mua rồi, dùng rất là tốt. Sau đó thì lại chụp hình gửi và gửi cho tôi thêm mấy lọ nữa nhá. Đó. Thì long ben hắc lào, chuyên trị long ben hắc lào nhá. Giá rất là tốt cho bác luôn. Các bác có nhu cầu thì có thể liên hệ nhá. Đó. Các bác lên cho em là long ben hắc lào nhá. Giá của nó sẽ là 30k cho một hộp như này. Đấy, 30k cho một lọ như này các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái sản phẩm đó là nấm móng tay chân nhá. Bác nào bị nấm móng tay chân này, đó. Nấm móng này, đó. Nấm là móng tay, móng chân này, nấm móng tay, móng chân thì bôi cho em. Đó, nấm móng tay chân. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k cho một lọ nấm móng tay chân này nhá. Đấy, lên mã giúp treo là nấm móng tay chân. Giá của nó sẽ là 40k. Đấy, nấm móng tay chân nhá, giá của nó sẽ là 40k. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cái dòng sản phẩm đó là cái thuốc nhuộm tóc nhá. Đấy, cái này nó thuộc dạng son. Nó thuộc dạng son như này. Về các bác cứ thế là mình vuốt lên tóc thôi, xong sau đó thì các bác để từ 30 phút đến 1 tiếng thì các bác bắt đầu đi gội đi là xong. Đấy, nó dạng son như này. Đấy, mình ngồi thì mình cứ vuốt lên mái tóc như này thôi các bác nhá. Đấy. Đây em vuốt đây này. Đấy. Các bác cứ vuốt lên mái tóc như này là nó sẽ nhuộm cho các bác luôn. Sau đó thì các bác về đi gội đi. Một cái lọ này của nó thì bao nhiêu nhỉ?
nhuộm này là 60.000 à, 60k cho một lọ nhuộm tóc này nhá. Đấy, 60k. Đấy, bên em có màu đen và màu nâu, bác nào muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đó, màu đen và màu nâu. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái bóng đèn 5 cánh con này. Đây, bóng đèn 5 cánh con này thì rất là sáng luôn. Đây, công suất của nó sẽ là 100W. Đấy, đèn 5 cánh như này nó có thể gấp gọn mà được con nhá. Đó, công suất của nó thì rất là sáng luôn. Đấy, con 5 cánh này giá của nó sẽ là 125k nhá, đèn 5 cánh. Bác Lê đã giúp cho là đèn 5 cánh, giá của nó là 125.000 cho con đèn 5 cánh này thôi. Giá siêu tốt cho bác luôn các bác nhá. Đó. Rồi ok. Hello anh em nhé, hôm nay thì bên shop Phạm Hấn lại tiếp tục về cái lô đó là cái bộ vít anh em nhé, bộ vít đa năng như này. Đấy, bộ này của nó thì khoảng trên 40 chi tiết cho anh em xem và lựa chọn nhé. Đó, cho anh em xem và tham khảo và đặt mua. Đấy anh em nhé, đây thì các cái đầu của nó bao gồm là đầu lục giác, đầu hoa thị, đầu vít bằng rồi ba khe nhé. Và ở đây thì nó sẽ có các cái đầu bao gồm là các cái đầu của bên lục giác nhé. Lục giác của nó thì nó sẽ có từ 4 đến 14 nhé. Và rất là nhiều các cái đầu khẩu khác nhau cho anh em xem và lựa chọn nhé. Giá thì cực kỳ là tốt và hạt rẻ cho anh em luôn. Một bộ này của nó chỉ có 160 cành thôi. 160 cành giá rất tốt cho anh em luôn nhé. Đấy đây, cái lẫy này anh em chỉ cần sập này là xong này. Đấy, con này thì nó sẽ có chế độ là xoáy nhanh và đảo chiều các kiểu, con này điểu luôn anh em nhé. Đó, anh em có thể dùng con nối dài này. Đây, ở đây thì nó sẽ có cả con nối dài cho anh em luôn. Đấy, để anh em sử dụng nhá. Nó rất là tiện này. Đây, có con nối dài cho anh em này. Đó, rất là tiện dụng luôn anh em nhá. Đấy, xoáy nhanh đảo chiều rất là ngon luôn anh em. Đó, rất là ngon luôn. Đó, hoặc anh em không thể dùng con này thì anh em có thể dùng trực tiếp qua con này để anh em sử dụng nhá. Đây, qua con này cho mình này. Đấy, anh em dùng qua con này cho mình. Đấy, anh em sử dụng con này. Đây. Đấy, anh em, con này, anh em lắp ở đây cho mình. Đấy, dùng các cái đầu vít, đầu viếc anh em dùng ở đây cho mình. Đó, đầu vít, đầu hoa thị, đầu lục giác này, rất là ok luôn. Ngoài ra ở đây thì nó sẽ có những cái con là con mềm này để anh em đưa vào các cái vị trí khó cho mình nhá. Rất là nhiều các vị trí khó để anh em đưa vào. Đó, rất là ok luôn. Anh em có nhu cầu mua hàng thì nhấp vào phần giỏ hàng để tham khảo để đặt hàng giúp cho mình nhá. Đấy. Thì anh em cứ lên TikTok anh em gõ là shop Phạm Huấn là sẽ ra kênh của mình anh em nhá. Đó, shop Phạm Huấn nhá. Nếu anh em vào shop Phạm Huấn mà không thấy giỏ hàng thì anh em gõ là shop Phạm Huấn 1 cho mình nhá. Đấy, shop Phạm Huấn 1. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Hello anh em, lên luôn cho anh em con bộ vít 14 chi tiết anh em nhá. Đấy, bộ vít 14 chi tiết nó nằm gọn trong như này anh em này. Đó, rất là gọn luôn. Anh em về sử dụng thì anh em bật cái này ra cho mình. Đó, bật ra. Sau đó thì anh em chọn một cái vít tùy ý anh em nhá. Chọn một cái vít tùy ý đây. Đấy, anh em lấy một vít tùy ý cho anh em sập vào, đút vào đây cho anh. Đấy, ở đây thì nó sẽ có từ hit cho anh em nhá. Có từ hit 500 hit cho anh em luôn. Hàng của thương hiệu Japan, hàng của Nhật này. Đấy. Cái này thì anh em có thể xoay như này hoặc là để thẳng để chéo này. Và ở đây thì nó sẽ có các cái chế độ cho anh em là xoáy theo kiểu là bình thường nhá, xoáy theo kiểu bình thường. Đấy, còn anh em có chế độ xoáy nhanh này. Đấy, như này là xoáy nhanh này. Đấy, anh em gạt sang bên trái thì là xoáy nhanh sang trái, mà gạt sang phải là xoáy nhanh sang phải này. Đấy, rất là tiện nhá anh em nhá. Đấy. Đây, thì đây là mình có chuẩn bị một con ốc này, mình sẽ vặn cho anh em xem này. Đấy. Nó rất là tiện thôi. Anh em muốn xoáy nhanh, xoáy ra, xoáy vào đều là ok hết nhá. Ví dụ anh em muốn xoáy ra thì gạt sang bên này cho mình. Đó, sau đó thì anh em đẩy ốc là xoáy ra thôi. Đó, xoáy ra nó rất là nhanh anh em này. Đấy, ra luôn nhá. Con ốc ra luôn, rất là nhanh luôn anh em này. Em thấy ốc ra chưa? Nó rất là nhanh luôn nhá. Đó, tiếp tục anh em muốn xoáy vào thì anh em đảo cái chiều này lại cho mình để mình xoáy vào nhá. Đấy, xoáy vào. Rất là tiện luôn anh em này. Xoáy vào này. Nhanh chưa? Đó, chỉ có mấy giây là xong thôi. Anh em thấy không? Rất là tiện nhá. Xoáy ra, xoáy vào cực kỳ là nhanh luôn. Đó, thì một con vít V15 như này. Đấy, các cái đầu của nó như này con này anh em nhá. Rất là nhiều các đầu bao gồm là đầu đây, lục giác ba khe này, bốn cạnh này, rồi là vít múi, vít khế này, nói chung là đầy đủ hoa thị hoa điếc cho anh em luôn nhá. Đó. Bộ này là bao gồm là 14 chi tiết nhá, 14 đầu vít. Giá thì bên shop đang gửi tới anh em các bác, giá cực kỳ là tốt luôn. Anh em các bác có nhu cầu mua hàng thì nhấp vào phần giỏ hàng để đặt hàng giúp em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái sản phẩm đó là cái nhang trầm các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là nhang trầm. Hộp này của nó sẽ là 50 vòng đúng không nhỉ? Nhang trầm, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 40k nhá, 45.000 các bác nhá. Đấy, 45.000 cho một hộp nhang trầm như này. Bao nhiêu vòng nhỉ? Mọi khi vẫn bán bao nhiêu? Nhang trầm nhá, nó nhang trầm. Đó. Để xuống dưới, nhang trầm nhá. Giá thì là 45k nhá. Một hộp này của nó sẽ là 100 vòng nhá. Đấy, 100 vòng luôn. Đây, 100 vòng các nhá. Đó, thì đây, mỗi dây này là 25 nhá, mỗi dây này là 25 vòng, nó quấn vào trong là thành là 50 vòng nhá. Đó. Đấy, mỗi tệp này là 25 tệp nhân với 2 nhá. Đó là 100 vòng các nhá. Đó. Đây. Thì cực kỳ là thơm luôn nhá. Đấy, nhang trầm như này các bác dùng trong các cái công việc gia đình, hoặc là các bác trầm tư suy nghĩ sự đời thì thắp lên cho em một nén nhá. Đấy, sau đó thì mình phân tích dữ liệu nhá. Đấy, đây
Nhang này rất là thơm luôn quá nhá. Đấy, hương trầm tự nhiên quá nhá, chứ không phải trầm công nghiệp nhá. Đó, rất là thơm luôn. Giá thì rất là hạt rẻ, chỉ có 45.000 thôi. 45.000 thôi. Một vòng này các bác phải đốt cho em là từ 2 đến 3 tiếng nó mới hết nhá, chứ không phải là một lúc cái hết ngay đâu. Đó. Nó là dạng nén cho nên là nó cháy rất là lâu và rất là thơm. Nhang trầm nhá. Giá chỉ có 45 cành thôi. 45 cành. Đấy, hộp này của nó sẽ là 100 vòng nhá, 100 vòng luôn. Đấy, giá cực kỳ là rẻ luôn. Đó, tính ra thì các bác mua mất có mấy trăm con một vòng thôi. Mã sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái nạo ba món nhá. Đấy, em có một cái củ khoai tây rất tròn. Này em sẽ nạo cho các bác xem. Đó. Đó. Các bác lên trên là nạo ba món nhá, giá chỉ có 40k thôi. Nạo ba món này. Đó, giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k trong cái nạo ba món như này. Tại gọi là nạo ba món luôn tại vì nó có ba món nhá. Đấy, đầu tiên là một cái con nạo to. Con nạo to này thì vừa nạo vỏ vừa nạo sợi này. Còn con này thì dùng để làm lòng gà, lòng cá và nhổ lông gà, lông vịt này. Con này thì chuyên để nạo và lấy những cái đầu thừa này. Đó. Đây em sẽ nạo vỏ con khoai tây cho bác xem nhá. Đây. Đấy, một củ khoai tây này. Đây, nạo vỏ rất là ngon luôn nhá. Vỏ của nó ra thì cực kỳ là mềm luôn, các bác thấy không? Đó. Vỏ ra rất là mỏng luôn các nhá. Đó, đây, củ khoai tây các này. Đó. Em sẽ nạo vỏ nạo sợi cho bác xem nhá. Đây. Đấy, sợi ra các này. Đấy. Sợi ra đây. Đấy, các bác dùng ăn khoai tây chiên cũng được. Đây, nạo ra như này. Đấy, đây các nhá. Sợi nó sẽ ra như này. Đây con này, đó, sợi ra rất là đều luôn các nhá. Sợi của nó ra rất là đều như này con này. Đó. Ngoài ra thì cái con này nó cũng nạo được vỏ nhá. Con này cũng nạo được vỏ luôn các này. Đấy, đây con nhá. Con này cũng nạo được vỏ bình thường thôi. Nạo vỏ như bình thường các nhá. Đó. Con này cũng nạo rất là ngon luôn. Đấy. Thì các bác dùng để nạo vỏ cho em. Đó. Mà ví dụ như cái củ khoai mà nó có bị cái thẹo ở đâu ấy thì các bác chỉ cần ngoái này là cho em là xong này. Ngoái này là nó sẽ ra hết này. Đấy các nhá. Đấy có cái đầu ngoái này, các bác ngoái đi cho em. Đó. Thì một cái bộ nạo ba món như này bên shop đang trân trọng gửi tới quý các bác anh chị với cái giá đó là đi 40k. Lên mã tiêu chuẩn là nạo ba món nhá. Giá của nó sẽ là 40k cái con nạo ba món này. Giá cực tốt luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái máy các bác lên mã giúp cho em là máy sấy giày nhá. Đấy. Máy sấy giày. Còn máy sấy giày này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi bao nhiêu nhỉ? Hả? 200.000 ạ. Bên trên là máy sấy giày. Máy sấy giày. Đó, máy sấy giày. Giá của nó sẽ là 200.000 ạ. 200k. 200k và bao ship nhá. Đó. 200k bao ship cho con máy sấy giày này các bác này. Hàng cực kỳ chất lượng luôn các nhá. Đây. Đấy. Hàng nguyên đai nguyên kiện như này. Đấy, hàng của Nhật đây, tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đó, rất chất lượng luôn. Đấy. Đây các nhá. Đó. Con này thì nó là hàng Nhật xuất sử dụng điện 220V. Công suất của nó sẽ là đây. Đấy, điện 220 nhá, công suất của nó sẽ là 200W nhá, điện 220V, công suất là 200W. Đấy, rất là nhỏ luôn, nhưng mà lại có võ quá nhá. Đấy. Các bác chỉ cần mở lên này cho em. Sau đó thì mình đôi giày, đôi dép này mình chỉ cần chụp vào đây cho em xong. Kể cả các bác sấy tất hoặc sấy quần áo cũng được, cứ chụp vào đây xong. Đây, bật lên như này con này. Con này nó có dưa le ngắt nhá, có dưa le ngắt luôn. Đấy, rất là tiện. Đây. Hàng rất chất lượng nhá. Đó. Các bác chỉ cần sập xuống như này xong. Đây. Đấy, không dùng nữa thì mình lại sập xuống như này rất là gọn nhá. Còn dùng thì mình đẩy lên cho em. Đấy, con này nó sử dụng điện 220V, công suất của nó sẽ là 200W. Đây, qua đây. Đó, đây nha. Một con máy sấy giày chất lượng như này. Giá bên shop đang gửi tới quý bác anh chị. Cực kỳ là tốt luôn. Đó, giá thì chỉ có 200k. Đã bao gồm phí ship cho bác luôn. Quá rẻ luôn nhá. Đó, đây. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, thì anh em các bác có nhu cầu mua con máy sấy giày này thì có thể liên hệ nhé. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái con máy nữa. Đó là cái con máy hút bụi giường nhá. Đấy, con này thì hút bụi giường, hút bụi thảm các thứ đấy. Thì bên em lên nó là hút bụi giường nhá. Hút bụi giường này, đó. Hút bụi này. Hút bụi giường nhá. Bụi giường. Bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là đi bao nhiêu nhỉ? 210k nhá. 210k và bao ship cho bác luôn. Cho con hút bụi giường này, 210k và bao ship nhá. Giá cũng rất là tốt cho bác luôn. Các bác lên mã giúp cho là hút bụi giường nhá. Con này các bác dùng nó cũng rất là tiện dụng thôi. Đấy thì con này của nó thì nó có cả tặng thêm cho bác một cái phần lưới lọc nữa này. Đấy và con này nó có cả cái phần là tia cực tím nhá. Đấy có cả tia cực tím luôn để giúp diệt vi khuẩn nhá. Đây này. Đấy những con vi khuẩn nó bị những cái tia cực tím này là nó sẽ giúp cho là sẽ cái tia cực tím này nó sẽ giúp cho diệt hết những con vi khuẩn này luôn. Bật lên này. Đấy có tia cực tím nhá. Đấy. Ví dụ các bác đi bên ngoài về mà muốn diệt vi khuẩn thì các bác cũng hơ tay vào đây cho em này. Đó. Hơ tay vào đây là cái tia cực tím này chỉ cần để mấy giây thôi là những cái dạng vi khuẩn nhỏ là nó sẽ bị tiêu diệt hết luôn. Đấy rất là tiện. Còn các bác hút trên giường này các bác cứ đẩy đi nhà cho em.
Đấy, cái thảm nhà mình nó bẩn thì đẩy đi chứ em. Sau đó thì các bác chỉ cần lắc nhẹ ra như này là mình rút ra được này. Đấy, rất tiện luôn nhá. Máy của nó là dòng máy 2 pin siêu khỏe luôn. Đấy nhá. Đấy. Còn cắm sạc thì đây, các bác có tặng kèm cái dây sạc nào về các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình xong nhá. Đó, nó cũng rất là tiện như này. Đấy, cắm vào đây chưa em. Đó. Thì một con máy sấy dày như này, rất chất lượng nhá. Lực hút của nó rất là khỏe luôn. Đây các bác chỉ cần đẩy đi đẩy lại này là xong. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con máy sấy dày như này. Giá của nó sẽ là 210k và bao ship nhá. 210k và bao ship cho anh em máy sấy dày này các bác. À quên. À, máy hút bụi này các bác nhá. Đó. Hút bụi giường này các bác nhá. Đó. 210k nhá cho con hút bụi giường này. Đó. Hàng rất chất lượng luôn. Nhầm một tí xin lỗi các bác nhá. Đó. Mã sản phẩm tiếp theo. Đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái dòng sản phẩm đó là cái mã đó là cái sen quạt các nhá. Đấy, sen quạt tăng áp, các bác lên cho là sen quạt này. Sen quạt. Đấy, và giúp tăng áp lực nước nhá. Nó tăng áp. Đấy, cho nên bên em gọi là sen quạt tăng áp. Giá của nó sẽ là 100 bao nhiêu? 130k nhá. 130k cho cái mẫu sen quạt tăng áp này. Giá cực kỳ là tốt cho bác luôn. 130k cho cái mẫu sen quạt tăng áp này. Đây. Đấy. Thì bộ sản phẩm này của nó sẽ bao gồm là một sen này và các bác được tặng kèm thêm cả dây luôn. Đấy, con này thì nó cho các bác giúp cho các bác điều chỉnh được luôn cả đóng ngắt trên tay như này luôn nhá. Đấy, giúp cho các bác đóng ngắt trên tay, nó cũng rất là tiện nhá. Đây, trên tay các bác có thể đóng ngắt được như này. Đóng ngắt được như này nó rất là tiện này. Ngoài ra thì các bác có thể là đảo chiều đảo hướng như này nhá. Đây, sản phẩm của nó đây các bác này. Đấy, rất chất lượng luôn. Cái cánh quạt này nó quay này giúp cho tăng áp lực nước rất là tốt luôn các nhá. Đó thì chất liệu của nó là bằng nhựa ABS mạ chrome rất chắc chắn nhá, dùng nóng lạnh thoải mái luôn nhá, dùng nóng lạnh thoải mái luôn. Giá thì cực kỳ tốt luôn, tặng kèm cho bác cả một bộ dây như này luôn. Về các bác chỉ cần xoáy vào đây là sử dụng thôi, rất là tiện nhá. Sau đó các bác kết nối với đầu nguồn nước nhà mình. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Đấy, lên đã giúp cho là sen quạt tăng áp nhá. Giá của nó sẽ là 130.000. 130.000 cho cái bộ sen quạt tăng áp này. Đấy, các bác lên cho em là sen quạt tăng áp, giá của nó sẽ là 130k các bác nhá. Có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá. Đó thì sẽ đấu nối vào một cái nguồn nước như nhau. Nhưng mà con này thì nó giúp tăng áp lực nước rất là tốt này. Đấy các bác xem. Đấy, và nó tạo ra những cái đường tia nước. Ở trong thì nó sẽ có một con lõi lọc cho bác luôn. Đấy. Có một con lõi lọc cho bác rất chuẩn chỉ luôn các bác nhá. Đó. Thì cái bộ sen quạt tăng áp như này, bên shop đang trân trọng gửi tới quý các anh chị với cái giá đó là 130.000 thôi. Đó. Anh em các bác có nhu cầu mua hàng thì có thể liên hệ tới các số hotline của bên em các bác nhá. Đó. Rồi, ok.